bao zin bao phê cho anh chị quý vị và các bạn. Đấy, sau đây em sẽ điều phần hệ thống cốp sau xe với bên cánh bên phụ cho các bác xem nhá, gầm bệ luôn. Đấy. Đấy, các bác xem này, con này thì cốp của nó phải mở bằng điện các bác nhá. Đấy. Cốp của em nó mở bằng điện, khóa điện các bác nhá. Đấy, ốp đèn thì đã được ốp hết e-lock mạ chrome các bác này. Đấy, ốp hết e-lock mạ chrome rồi các bác nhá. Đấy, hệ thống cốp sau xe này. Đấy, các bác xem này, phần cốp sau xe này. Đấy, sàn của nó này. Đấy, sàn của em nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Đẹp long lanh luôn. Không hề có một chút mộc mọt nào các bác nhá. Đấy, không hề có một chút mộc mọt nào các bác nhá. Đấy, hệ thống tổng quan của lắp cốp các bác này. Đấy, các bác xem này, các lỗ thì tròn không hề móp méo luôn. Keo chỉ của nó này, keo chỉ zin các bác nhá. Lớp lỉ nguyên bản các bác này. Lớp lỉ của em nó nguyên bản luôn. Đấy, vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc số tự động này. Máy em nó thì chỉ với 1.6 thôi. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của em nó ăn chỉ với 7 lít xăng các bác nhá. Đây các bác xem phần gầm của xe này. Đó, gầm của em nó này. Đấy, các bác xem sáng quắc luôn các bác nhá, không hề mù mọt luôn. Máy gầm thì đại chất luôn, côn số thì rất là ngon. Đấy, chạy thì rất là phê luôn. Đấy, đi thì rất là đầm và chắc các bác nhá. Đấy, con này thì chạy rất là đầm và chắc. Đấy, xăng ăn 7 lít xăng thôi. Đấy, 7 lít xăng trên 100 cây số mà chở được 5 người. Đấy, các bác xem này, chở cả nhà luôn các bác nhá. Lốp dép này. Đấy, lốp dép em nó thì rất là dày dặn luôn. Tất cả phần hệ thống cua lốp này. Đấy, lét như là soli các bác nhá. Phần táp ly cánh cửa các bác này. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng sau bên phụ các bác nhá. Đấy, các bác xem này, táp ly của nó này, lét căng như là soli các bác nhá. Đấy, phần ốc ác bản nề này. Đấy, hệ thống cột kèo của xe các bác nhá. Đấy, tất cả những phần cột kèo này zin nguyên bản luôn. Đó. Phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ của em nó keo chỉ zin các bác nhá, keo chỉ zin luôn. Nội thất ghế da trang bị hai màu. Đấy, ghế da hai màu các bác nhá. Cửa lẻo thì rất là chắc chắn luôn. Đây các bác xem phần táp ly cánh cửa các bác này. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác nhá. Đấy, những cái phần hệ thống khung cánh cửa các bác này. Phần keo chỉ của xe này. Đó, keo chỉ của em nó keo chỉ zin các bác nhá. Đấy, ốc ác bản nề cánh cửa này. Chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác nhá, zin nguyên bản luôn. Cam kết các bác là xe rất là đẹp, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, ghế da hai màu, hai túi khí an toàn. Đấy, trang bị hai túi khí an toàn các bác nhá. Đấy, phải nói là rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, các bác xem này, đăng kiểm thì còn đến tháng 6 năm 2024. Hệ thống phần lóc của xe các bác này. Đấy, led như là soli các bác nhá. Đây là phần hệ thống của lốp của đằng trước bên phụ các bác nhá. Đấy, lốp dép rất là dày dặn luôn. Hệ thống đèn pha này, đèn gầm này. Đấy, mặt tản ga lăng thì đã được ốp hết e-lock mạ chrome rồi. Đấy, nhìn rất là bắt mắt các bác nhá. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng anh em sử dụng thôi. Bên em có bao hồ sơ cho các bác này. Đấy, miễn phí tiền ship các bác nhá. Ship luôn đến tận nhà tận giường cho các bác luôn. Đấy, ship luôn đến tận nhà tận giường cho các bác 64 tỉnh thành. Đấy, bác Lam chơi hết các bác nhá. Đấy, các bác xem này, rất là đẹp luôn. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem và tham khảo cái mẫu xe Daewoo Lachatti bản CDX nhập khẩu đời 2010, số tự động. Đấy, số tự động các bác nhá. Bô lăng của em nó này, bô lăng 4 chấu, bô lăng kép rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, nét như là soli. Đấy, sờ tá tô các bác nhá, sờ cái lỗ ngay các bác này. Đó, sờ cái lỗ ngay, túi khí ABS đầy đủ luôn. Đấy, xi nhan báo rẽ này. Đó, âm thanh thì rất là hay luôn. Đó, có cả màn hình cam nồi các bác nhá, màn hình cam nồi trên gương các bác này. Đó, quạt số này, phanh tay các bác này. Đấy, táp lô của nó led như là soli các bác nhá. Đấy, phần cửa sổ trời các bác này. Đó, đấy, cửa sổ trời các bác nhá, hoạt động rất là trơn tru rồi. Đấy, bàn phím tích hợp trên bô lăng các bác này. Đó, đấy, có cả bàn phím tích hợp các bác nhá, gương kính chỉnh điện các bác nhá.
Đó, hoạt động rất là trơn tru. Vậy thì anh chị quý vị và các bạn nào đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Daihatsu Lacetti bản CDX nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc về, đấy, cứ alo cho em Nghị hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có nhé. Con này thì bên em đang chào bán với giá là 192 triệu đồng. Đấy, 192 triệu đồng bao hồ sơ, bao ship cho quý khách hàng. Đấy, miễn phí tiền ship các bác nhé. Sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống tổng quan của động cơ.